Em chào anh chị nha, đây chính là nồi chiên inox 2 lớp bỏ bóng giữ nhiệt đường kính 50 cm do Dũng Doanh sản xuất và cung cấp. Nồi này thì có dung tích là 39 lít và có công suất điện là 7 kW điện trên 1 giờ. Cái công suất điện này thì chúng ta có thể điều chỉnh theo nhu cầu của quý vị các anh chị, ví dụ như là 5, 6, 7, 8. Và nồi này thì có chất liệu inox là 304, rất là dày dặn, sạch sẽ và là nồi inox 2 lớp cho nên khi mà chúng ta chiên ấy, nó sẽ không bị nóng bỏng tay ra bên ngoài. Rất là thuận tiện, trên mặt nồi thì sẽ có một cái nắp như thế này để cho quý vị anh chị khi chiên xong sẽ đậy lại để tránh cái dầu mỡ của mình nó dây các cái bụi bẩn vào bên trong. Đấy, nắp bằng inox rất là sạch sẽ. Bên dưới này thì sẽ có một cái vỉ chắn đáy. Cái vỉ chắn đáy này thì để cho các cái thực phẩm có các cái bột nó sẽ không rơi xuống làm hư cái thanh gia nhiệt này. Và bộ thanh gia nhiệt này thì được đặt bên dưới một cái hố mây so á, thì nó sẽ tiết kiệm dầu cho quý vị và anh chị. Chiều cao của cái thành bếp này đó chính là 20 cm, đựng được khá nhiều dầu. Và quý vị anh chị chiên các cái loại thực phẩm như là các loại bánh, hoặc là chiên gà nguyên con, hoặc là chiên đùi gà, chiên cánh gà, hoặc là các anh chị chiên các loại như là cơm cháy, các loại bánh thì rất là thuận tiện. Đây là phần inox bọc hai lớp bảo ôn này, rất là dày dặn và chắc chắn. Và công suất điện thì như em vừa nói đó chính là công suất 7 kW điện trên 1 giờ, sử dụng điện dân dụng 220V hoặc là điện 3 pha nếu như quý vị và các anh chị có nhu cầu. Ở hai bên thì sẽ có hai cái tay cầm. Đây là phần dây điện này thì khách nhà Dũng Doanh đặt điện 3 pha cho nên là sẽ khác với lại cái dây một pha. Đây, 3 pha nữa. Còn ở bên cạnh này sẽ có một cái van xả đáy như thế này để quý vị và các anh chị sau khi sử dụng có thể xả cái mỡ thừa hoặc là xả cái phần nước vệ sinh sau khi vệ sinh cái bếp này. Ở đây sẽ có hai cái thanh gia nhiệt này. Hai thanh gia nhiệt này Dũng Doanh cũng đã dán đầy đủ các cái thông tin, ví dụ như bên này là 4 ký, bên này là 3 ký này. Và các cái phần ghi chú thì Dũng Doanh cũng dán rất là rõ ràng rồi để quý vị và các anh chị có thể sử dụng một cách an toàn và hiệu quả. Trên đây là video ngắn giới thiệu sản phẩm do Dũng Doanh sản xuất và cung cấp. Mọi chi tiết các bạn có thể liên hệ đến số điện thoại 02466 533 355 hoặc số điện thoại 0985 32 325 hoặc số điện thoại 0934 439 112. Nếu thấy hay, thấy có ích hãy follow và chia sẻ cho kênh của Dũng Doanh nhé. Cảm ơn mọi người.